Hôm nay đi làm về thấy hai cha con đang đóng cái thùng này để cho mình trồng cây á, đóng gần xong rồi. Lẽ ra đó các bạn biết không, là không có định làm cái kiểu giống vầy. Cái này bây giờ lỡ cắt ra rồi phải chắp nối tùm lum nè. Lẽ ra là mình định cắt cái chỗ này nè, nó xéo cái đầu này nè, cái này nó xéo mình chập nó lại đúng không thì nó đẹp hơn, nhưng mà làm hoài làm không được, nó tùm lum hết à. Nên cuối cùng á, làm kiểu này luôn, nên lỡ đã cắt cây ra hết rồi đó, nên nó phải có chỗ này nó chắp lại nè ha. Nếu mình biết vậy mình cho cái cây này nằm đây nó hay hơn ha, hai cây này nè. Bởi vì thôi kệ lỡ rồi, Sao? nằm mé ngoài á, tại vì cái này nó hai cây này nằm mé trong nè ha. Quy giờ mình làm cái này thì cái hai cây này nằm mé ngoài thấy nó hay hơn đúng không, trốn dưới đây thấy hay hơn, cái này thì mình thấy nó lòi ra. Còn nếu mình cho hai cái cây đó đó nó nằm mé ngoài thì thấy nó đẹp hơn nhiều, nhưng mà Mình kệ, tháo ra. thấy cực quá à, Nó. kệ nó đi, lỡ rồi. Tại vì thật sự là anh Hòa không tính làm vậy cái miếng ngoài nè, tại vì làm thêm cái đẹp thôi chứ không làm cũng không sao. Mà cuối cùng cắt cắt cái này góc 45 độ đó, gắn nó vô nó kiểu bị hở ra riết à, nên nó để cuối cùng thì để chỉ vuông nhất vậy luôn nè. Đó, chỗ này nó cũng lỡ cắt rồi chứ không để nguyên miếng già nè, lỡ cắt rồi nè các bạn thấy không đó, cắt là định định để vô gì nè, đó vậy đó, ghép là định ghép gì nè. Nhưng mà làm hoài anh ấy làm hoài làm được bực mình quá, nó cứ bị xê dịch vậy, nó không có đều nhau á, nên cuối cùng thì ảnh để làm vuông luôn. Giờ anh Hoàng cạo cái máy đi cắt cỏ, lâu quá rồi không không có đụng tới nó, mấy bữa nay mình đề máy mình nó không chạy, kéo muốn chết luôn nó cũng không chạy nữa. Nay có anh Hoàng ở nhà anh cắt lấy ra thử, nó nổ máy thì nó nổ, nhưng mà lúc mình đẩy nó đi để nó cắt á thì nó tắt máy à, mà không biết lý do tại sao. Xăng thì đã chế vô rồi, dầu cũng có đủ luôn, giờ thử coi sao. Ở đây có cái nút đỏ đỏ nè, bơm hơi á, mình ấn nó vô thì nó nổ, mà sao nó kỳ vậy không biết nữa, không biết có bị gì không. Kéo kéo thì học phi học luôn, nó không nổ bực mình. Cỏ lên nè, nó cũng còn hơi ẩm ẩm đó, tại ngày mốt ngày mai với ngày mốt là mưa rồi nên mình nó hơi cắt luôn, không nổ rồi. Đừng, đừng nói tốn tiền mua máy mới nha, máy này cũng mới mà thú hồn. Nó nổ lên là nó tắt, nó nổ lên là nó tắt, không biết lý do tại sao. Buji nó bị hư hả? Bây giờ vậy không có cái máy cắt cỏ hay sao? Dẹp luôn à, thấy cái vườn dơ thấy ghê luôn á, cỏ mọc cao nhưng mà không cắt được một mình á. Anh Hoàng ghét anh dẹp vô luôn kìa, anh đẩy vô anh dẹp luôn. Vô coi coi, tụi mình mới dọn lại, dọn ngăn nắp, mua mấy cái etage này nè, dọn lại để đâu đó đàng hoàng. Cái này là giấy toilet, giấy chùi miệng, lấy giấy lau nhà rồi đó, lau bụi, xà bông rửa chén, muối, muối để bỏ vô máy rửa chén rồi đó. Đây thì để đầu giường trong giặt đan để làm kia, còn ở dưới là mấy cái khổ đi để lau chùi nhớt rồi.
Bên đây là tất cả là đồ bếp. Vô trong đây tối tối quá, phải mở đèn lên mới được. Đây là bếp. Và anh gắn đèn led đây luôn, sáng trưng luôn. Đó. Đồ bếp, nồi niêu đồ mới chưa xài rồi đó. Mình cũng để ở đây ba cái đồ làm bánh. Mấy cái khuôn làm bánh rồi ở đây mấy cái hộp để bỏ tủ đông lạnh. Đó, qua bên đây là mấy cái đồ này để làm nhà nè. Điện đùng đồ này kia đó, ở đây máy rồi mấy cái máy ở đây. Đó, dọn được nhiều dọn. Nó tùm lum ba cái hùng này là ba cái để Noel với lại Tết á, mấy cây mai giả rồi nữa, đào giả với lại mấy cây sa ban, cây hông rồi đó. Là bỏ trong ba cái hùng màu đen này. Đó, đầy hết. Đây. Không biết cái gì đâu mà chứa ghê luôn. Còn đây nữa nè. Hôm nay là đồ khô, bún rồi đó. Chứa ở đây. Đây. Không có gì hết, mới dọn mà. Sách vở. Vở cam, vở quýt, vở bưởi nè, để dành cho xong thì xong. Máy bằng ủi không bao giờ giặt tới. Em bằng ủi không bao giờ đụng tới từ ngày mà mua máy sấy. Đây cũng tiếp tục. Giỏ đồ này kia. Mình ra. Ra mình phụ. Cây đánh giỏ. Mua nay 4 không, cái chục năm rồi xài mới được lần. Hai cha con rinh ra ngoài đây rồi xin sống kia em phụ cho. Nặng mà sao rinh vậy? Cái này vô bây giờ phải đào lỗ để chôn nó xuống. Trời, nãy giờ làm chưa xong. Chiều tối rồi. Chôn nó xuống như vậy nè. Con gái đang làm cơm, không biết làm gì chồng hồi nãy giờ nghe chiên xào nấu nướng tùm lum luôn. Mà hỏi làm gì thì không chịu nói. Quay lén nha. Hôm nay làm cà, nghe là mùi cà ri đó. Của con trai. Cà phê. Cái này là phải... Con gái làm món ăn buổi chiều. Ủa cái này là gà chiên hả? No. Pork. À heo. Cà rốt, khoai lang. À. Cảm ơn ba ha. Cà phê. Cà phê với gì con? À, cà phê với fraise. À bon? À cái này nó fraise, cái này cà phê, mais cà phê non, juste café. Ah vậy hả? Ouais.